Trong lịch sử, ngoài Viên Thiên Cang thời Đường và Lưu Bá Ôn thời Minh, được coi là thần cơ diệu toán thì còn có bậc thầy tiên tri Hứa Phụ, vô cùng nổi tiếng vào thời nhà Tần và Tây Hán. Tương truyền khi Hứa Phụ trở đời, trên tay bà cầm khối ngọc bích có khắc bát quái đồ. Lớn lên tài năng học tập xuất chúng, đặc biệt kiến thức về kinh dịch của bà đã khiến nhiều lão tiên sinh bái phục. Hứa Phụ tiên đoán Lưu Bang sẽ lên làm vua, nên khuyên cha đầu quân cho vị quân vương nổi tiếng này. Lưu Bang thống nhất thiên hạ vô cùng trọng dụng Hứa Phụ. Trong lần tuyển tú, ông nhờ bà xem chọn giúp một mỹ nhân có thể sinh ra quý tử mặc dù bị lã hậu dở trò phá bĩnh, loại đi hơn 600 cô gái xinh đẹp, nhưng hứa phụ vẫn tìm gặp được đúng người nhờ nghe thoáng qua chỉ một tiếng khóc. Mỹ nhân này chính là bạc cơ, sinh mẫu của Lưu Hằng, mà sau này lên ngôi sử sách gọi là Hán Văn Đế. Cuộc đời hứa phụ được nhiều vua chúa trọng dụng đạt tới đỉnh cao quyền lực. Nhưng đến cuối đời bà lại chọn ẩn cư nơi núi rừng, không màng tới thế cục nữa.